Thưa quý vị, giải thưởng VinFuture mùa 2 tìm kiếm và vinh danh những trí tuệ xuất chúng, thành tựu khoa học, công nghệ trên khắp thế giới chính thức quay trở lại. Với chủ đề của mùa giải năm nay là Hồi sinh và tái thiết, giải thưởng tìm kiếm và vinh danh 4 công trình khoa học công nghệ có tác động tích cực trong và sau đại dịch, giúp hồi sinh và tái thiết đời sống của hàng triệu người trên khắp hành tinh. Trong đó thì gồm một giải thưởng chính trị giá là 3 triệu đô la Mỹ cùng 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá là 500.000 đô la Mỹ. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 12 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Và cùng với lễ trao giải là tuần lễ khoa học công nghệ với hàng loạt hoạt động học thuật, truyền cảm hứng dành cho cộng đồng khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, khởi nghiệp trong nước và quốc tế cùng công chúng sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2022. Thành công của giải thưởng VinFuture mùa thứ nhất nhờ chủ đề ý nghĩa thiết thực và tầm vóc uy tín đã khiến cho VinFuture 2022 vượt trội về số lượng và chất lượng với gần 1.000 dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 71 quốc gia trên 6 châu lục được đề cử.